là ngày thứ 5 mình tới Alaska. Thì cảng này là cảng thứ 2 để mình tới. Mình này là thủ đô của Alaska, Juneau. Juneau, đó thành phố. Bây giờ là 10 giờ sáng. Mới ăn sáng xong thì bây giờ mình đi khám phá cái thủ đô của Alaska. Ok, rồi, let's go. Let's go. Mình đi vô thành phố nha. Rồi mời các bạn đi theo. Vẫn cái tour á, thì đa số là đi đi cái tour đó, coi cá heo nè, Race Express, we're watching $45 round trip. Yeah, I got charged. Are you a YouTuber? Yeah. What's your YouTube channel? Oh, you're Vietnamese, Dan. Yeah, beautiful. Yeah, beautiful chi. Yeah, exactly. You know that, huh? Yeah, very good. Okay. And they'll be able to tell you. Usually there's. Hồi sáng mình đã quay một vòng thành phố Juneau của Alaska ở trên bông tàu. Bây giờ mình đi xuống tàu rồi, mình sẽ quay, sẽ đi bộ vòng vòng thành phố nha các bạn. Ok. Đi cáp treo đó, cao quá hả? Tàu giúp luôn à. Dạ. Ồ, đó cáp treo á, cao quá. Rút lên đó luôn á. Rồi thôi giờ mình đi qua cái cầu này qua thành phố nha. Dạ, đó đi theo hướng đó đó, đi qua cái cầu đó. Ok, mình đi thẳng hướng đó là đi History Downtown. Còn đi về phía bên tay phải này, tay trái đây là đi Capitol Hill. Ok, mình đi Downtown trước nha. Dạ. Đi thẳng Downtown trước đi. Ok. Ok. Quá, bây giờ mình phải đi bộ. Đi bộ đi. Ok. Định như đi. Đó, hướng đó thì là đào thảo đó. Đó, đó là đường là đào thảo nè, đúng rồi. Yeah. That's đào thảo. Trời rất là đẹp. Mát lắm, thấy cái hậu giống như Đà Lạt vậy đó. Không có lạnh mà cũng không có nóng, nó mát mát. Đi bộ thì lý tưởng rồi. Ok, let's go. Rồi, băng qua đường nè. Đường đi hướng đào thảo nè, phía đó đó. Bên kia đường mình chỉ bước qua đây là bên đây là downtown rồi. Tàu này coi như nó đậu phía trước để mình đi bộ vòng vòng trong downtown. Thì khi mà mọi người mà có tới Alaska đó, cái này là thủ đô của Alaska, thì mình nên tới cái chỗ information để mình lấy những cái giống như cái bản đồ có cái map trong này. Rồi mình có người hướng dẫn đó, là người ta chỉ mình là đi đâu nên đi đâu. Cái đảo này nó cũng nhỏ thôi, nên là mình có thể mình lấy xe bus, mình lên xe bus mình đi thì có 2 đồng thôi. Đi xe bus số 3 hoặc số 4 qua Mendeley Valley là mình chạy một vòng của thành phố thì nó khoảng hơn 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đó. Đi xe bus, còn mình có thể mình đi cái island này thì mình đi ngược hướng này. Số 1. Lấy xe bus số 1. Để mình đi cũng 2 đồng một cái một người thôi. Thì rất là rẻ. Thay vì mình đi cái tour của nó mà lấy 40 đô nữa. 45 đồng. 45 đồng. Dạ. Đó. Cái đó là một cái tip cho các bạn nha. Đó bên kia đó, bên đó là visitor center cho các bạn. Đó mình có thể lấy map, lấy rồi hỏi gì information. Không có nên là mình book cái tour bus của nó, mình đi như vậy thì nó hơi mắc. Mình đi cái này mình đi local, mình xem những cái cư dân ở đây người ta sống như thế nào. Ừ. Bây ok. Giờ mình đi bộ vòng đi, khi nào nắng lên rồi mình có thể mình đi lên bus đi vòng vòng. Đi vòng, vòng ok. Ok, let's go. Dọc dọc đây là những cái
tiệm bán đồ, store rồi. Đây là cái lick, cái này là cái quán bar chắc, đúng rồi. Đây là quán bar Red Dog Saloon. Đó. Bây giờ đây là cái downtown của nó nha các bạn. Đó, hai bên. Phía phía phải và phía bên phải hoặc là bên phía trái này đều là cái downtown của nó. Đó, giờ mình cứ tiếp tục đi bên phía này trước nha. Mình đi xe lên, mình vòng lên, có thể mình đi xe bus luôn. Ok. Để mình đi hướng bên phải. Thành phố nó cũng nhỏ đấy các bạn ơi. Thủ đô có 34.000 dân thôi. Cũng không có lớn. Thành phố rất là yên bình. So với California của hai chồng đang sống thì nó rất là nhỏ luôn. Đường phố rất là nhỏ, xe cũng ít nữa. Sợ nhỏ hơn Westminster nữa. Đó, dọc dọc đây là các cửa tiệm bán hàng lưu niệm, bán quần áo. Nói chung quần áo đây thì bán mấy đồ dày dày không à, đồ cho mùa đông dày lắm, lắm nha. Không có rẻ đâu, áo len nó bán cả ngàn đồng đó. Wow, đó bán mấy đồ nữ trang đó. Yeah, thời tiết rất lý tưởng để cho mình đi bộ dạo quanh thành phố, trời không có nắng, âm mưu ta mát. Đây bán nữ trang, đồng hồ nè, nói chung là bán đồ lưu niệm cho tourist. Đây là thành phố thủ đô để mà tourist đến chơi. Nhìn đại bàng trong cái mặt dây chuyền. Đại bàng biểu tượng cho nước Mỹ mà. Okay. Tiếp tục đi. Mấy cái áo 10 là 15 đồng mà bự quá, extra large. Extra large. Có size small kìa. Đó. Cái này hình không đẹp. 15 đồng một cái áo áo thun. Như đây cái tiệm bán quần áo. Bao nhiêu 1.800 mà nó sale rồi đó là 895 đồng. Đa số bán áo mà áo coat, áo mặc mùa đông không. Đi. Bán hộp xoàn, đồng hồ, nhiều nữ trang. Mà thấy Ấn Độ bán trong cái tiệm này nhiều ghê luôn á. Tourist du khách đi dọc dọc đây không đó. Còn chỉ có hai chiếc tàu của vợ chồng mình đi là Serenity và cái tàu ghế nữa là tàu nào đó, Hawaiian gì đó. Hồi đây bán đồ Christmas luôn. Mùa hè cũng bán đồ Christmas. Cái mùi trầm hương này nó rất là thơm, mùi gỗ thông á. Cái khúc cây mà nó điêu khắc nó thành cái này để trưng lên cái Christmas tree. Đẹp ghê. Cái đồ xanh xứ rất là đẹp. Bao nhiêu? 180. Wow. 180 đô đây các bạn. Cái tô này 180 đô đó. Tại làm bằng bằng tay mà, thủ công mà. 28 đồng mấy xíu rồi. Đó, hôm nay mình đi theo hướng mình phía tây phải là đến đây là cuối con đường rồi đó. Cũng không có
lớn lắm đâu. Đi một chút là thấy là vòng trở lại rồi đó. Đây là nếu bán quần áo với lại đồ nữ trang là nhiều nhất. Mình vô cái một cái store khác, một cái tiệm khác cũng là bán đồ nữ trang, quần áo. Ở bên trong kia là đồ thủ công mỹ nghệ, nói chung là bán đồ cho phục vụ cho du khách không. Rồi bây giờ mình đi qua đường nha, giờ là cuối đường rồi. Mình đi đến cuối đường rồi đó. Ở bên kia là có một cái du thuyền khác nữa, Holland Notre Dame. Ở đây là cái những cái chuyến xe bus cho tour đó, tour bus đó. Ở đây cũng có visitor center, cáp treo á. Cái cáp treo đông dữ vậy, quá chừng người luôn kìa. Đi một lúc rồi đau vậy. Cái này cái tram, gọi là tram. Mấy chục người luôn. Giống như cái hộp rồi. Lên dựng đứng cái giống như cái đó luôn. Ok. Đó, cái tàu mình ở bên đây. Celebrity. Còn đây là một cái là thằng Holland Notre Dame. Cái tiệm ở Alaska này tên là Crazy King Crab Shack. Nó bán đủ các loại cua luôn. Rất là rộng luôn. Để quay cho mọi người xem đó, bà con xếp hàng đứng ở ngoài đợi nè. Nồi nó rất là bự luôn, nó steam nè. Mình đi vòng ngược lại, yeah. Là đi hướng qua bên đại trái nha. Dạ, hôm nay đi phải. Bây giờ mình đi vòng ngược lại. Rất là cái tram á. Mình muốn check out, check it out. Nếu vậy đi xuống dưới một chút. Dạ. Tram này đi lên tuốt bên đó. Giờ đi xuống à. $45 một người nha. Đó, đi tới tuốt lên đó, ở trên đó cũng có nhà hàng, có shop, có ăn uống, có thể là ở đó bất cứ nào, quay ở đây, $45 một người. Hôm qua mình đi cái cáp treo rồi. Thấy cũng sợ, mình lên tới đó nó, hồi nãy mới bị sương mù á, cũng không thấy được nhiều đâu, thôi vậy. Cho nên là thôi, bây giờ mình đi vòng vòng. Mình đi ngược lại. Hôm nay mình đi làm đi ngược lại. Hết rồi. Thêm chút xíu nữa hết rồi. Hôm nay thời tiết rất là đẹp luôn. Trời
nắng lên rồi coi như là sương mù, vẫn còn sương mù ở trên cao kia. Đó, đây là chiếc tàu của mình đây, rất là lớn luôn. Bên đây là chiếc tàu của Holland America. Đó, mình đang tới cái thủ đô của Alaska, Juno. Juno, Alaska Capital City. Đây, lúc nãy mình mới chụp hình đây nè. Các bạn đến nhớ chụp hình ở đây nha. À, rồi, như mình đã biết, mình đã tới capital của Alaska. Alaska. Yeah. Ok, bây giờ mình đi ngược lại nha. Yeah, ok. Lúc nãy mình đi từ bên đó, mình đi dọc theo đường này. Đó. Bây giờ mình đi ngược lại, đi về phía bên đó. Yeah, đây giống vùng bình nha. Yeah. Rồi bây giờ mình đi hướng chiều ngược lại. Thành phố cũng nhỏ thôi. Độ Trung Đông rồi Middle East. Yeah. 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 Ồ, các bạn thấy đường rất là nhỏ không, mà hai bên đậu hai làn xe ở giữa, chỉ quanh quay chạy thôi đó. Ồ, đậu sát nhau vậy đó. Bây giờ mình đang đi dọc theo đường như đào thao ở phía bên đây, phía bên tay trái. Đây có một cái hotel của nó, Alaskan Hotel, nó có 2 tầng thôi đó. Của nước Mỹ đó, di sản nước Mỹ đó, 1913 lâu lắm luôn rồi đó. Bán bán bia. Đông vui á. Đây bán taco. Này local thôi. Đó, đi vòng đó có thơm, gì không? Bán bia, cái đó là bia. Bên đó là bia. Nó ăn uống thôi. Ok, taco, rồi đi ra. Giờ mình đi đường này rồi đi lên Capitol nha. Treo những lẵng hoa dọc dọc ra bên đường, rất là đẹp luôn. Đó, mình ra đến đường này là đường Penn nè, các bạn. Con tàu mình ở bên phía bên đó đó. Nãy giờ đi bộ vòng vòng rồi, bây giờ mình đang chính đường đi qua State Capitol. Nó nằm giữa đường Front và đường Main, Front Street and Main Street. Đó, đi dọc theo đường Main là đến State Capitol. Rồi, đây là đường Main nha các bạn. Mình lên dốc rồi. Trên núi á, thì có hai cái dòng thác nó chảy xuống. Đó rất là tiếc, giờ nó tan chảy ra đó. Giờ nó chảy xuống dưới này. Nó thầm thành cái thác.
nhưng mà mình không biết nó nằm ở chỗ nào. Ở xa xa mình nhìn thấy như vậy đó. Rồi bây giờ cái đường này mình đi bộ lên nữa ha. Dạ, đến đường nằm ở đường số 3, số 4 gì đó, số 4. Tới rồi đó. Dạ, đây đường số 2 nè. Nó nằm đường men. Rồi. Mình đã đến Alaska State Capitol rồi nha các bạn. Nó nằm ở đường men về đường số 4. À, không xa lắm đâu. Có cái là mình lên dốc thôi. Alaska. À. Oh, Capitol nó cũng nhỏ. Thành phố nhỏ. State Capitol vậy. Không giống như California. Chụp lại tấm hình là cái gì? Dạ. Yeah. Gần hơn. State Capitol của xíu vậy thôi á. Bên kia là cái museum. Đối diện là museum á. Cũng nhỏ vậy thôi á. Một vàng. Ok. Rồi đi một vòng trong đầu thao rồi. Bây giờ mình sẽ trở về tàu thôi. Bây giờ là trời không có lạnh nè. Đó. Là... Rồi áo khoác hết rồi. Đi bộ nóng rồi. Trên đó cái nước chảy xuống. Nước chảy tuốt thì nó dưới đây nè. Ok. Bắt cái tàu thôi. Hả? Ăn uống rồi. Spa, jacuzzi. Ok.